Xin chào quý vị và các bạn, mình là Hoàng Trí, hiện tại mình là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và khu vực hiện tại mình đang phụ trách là khu vực Tuy Phong, Bình Thuận, Ninh Thuận và khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa. Hôm nay mình đang có mặt tại Ninh Thuận. Thì thời tiết Ninh Thuận hiện nay nó rất là nắng nhưng mà chiều lại rất là mưa. Thì làm sao để chúng ta giữ gan ruột để mà tôm nó ổn định hơn? Thì các bạn thấy thời tiết hiện tại khá là nắng nóng, thì chúng ta phải giảm cái lượng thức ăn cho ăn hàng ngày lại để mà cái tảo của chúng ta nó không có phát triển mạnh. À, thì trước đó các bạn á, thì đây là cái ao nuôi mới vừa gây màu tầm 2 ngày, 3 ngày mà màu đã lên như thế này, thấy không? Thì thời tiết nắng á, làm cho tảo nó phát triển rất là nhanh. Cái việc còn cái ao bên này á, thì ao tôm nó được 1 tháng rồi, các bạn thấy không? Nước đậm đen. Nhưng mà mặc dù là vi sinh là đánh hàng ngày các bạn, nhưng mà không khống chế tảo nổi bởi vì cái thời tiết quá nắng. Đấy, còn tảo bên này thì nó mơn mởn bởi vì nước mới, nhưng mà mới vừa gây màu 2-3 ngày thôi mà nó đã phát triển như thế này rồi. Đấy. Còn đây là sản phẩm Antitoxic, là một trong sản phẩm khử khí độc NO2 rất là hiệu quả của công ty OBS. Thì chuẩn bị cái ao này thì khí độc NO2 đang rất là cao nên sử dụng 2 chai Antitoxic để mà giảm khí độc NO2 lại. Thì song song với cái việc mà chúng ta sử dụng vi sinh để mà khống chế tảo thì chúng ta cần phải là chúng ta giảm cho ăn. Đấy. Mặc dù chúng ta biết thời tiết nắng nóng thì tôm ăn rất là nhiều, tôm ăn rất là khỏe, nhưng mà để mà chúng ta giữ được cái môi trường nó tốt hơn á, thì chúng ta cần phải là giảm cái hàm lượng cho ăn lại hàng ngày và chúng ta tăng lên một cách từ từ, đừng có tăng lên liền một lần, để mà tôm thì bỏ bao nhiêu thì tôm nó cũng phải ăn hết, nhưng mà khi mà cái hữu cơ trong nước nó quá cao đi sẽ làm cho nước nó phát triển, nó tảo trong nước nó phát triển, thì tảo trong nước phát triển nhanh á, thì khi mà cơn mưa nó xuống nó sẽ làm cho tảo nó sập và từ đó đàn tôm của chúng ta nó rất là dễ bị sự cố. Đấy, những sự cố không mong muốn vào mùa mưa. Thì song song đó thì cái thời tiết này chúng ta cũng nên bổ sung các sản phẩm thảo dược gan như là heba hớp, hơ cua, alicin, và song song đó có thêm một sản phẩm đó là inuli. Đây là sản phẩm giải độc gan rất là tốt trong cái mùa thời tiết nắng nóng như thế này. Đấy, thì các bạn thấy thì màu nước rất là đậm. Đấy, còn những cái ao mà mới làm thì mới làm thôi mà màu nước đã tăng cao rồi. Đấy, còn đây là tôm OBS 35 ngày. Đấy, thì gan ruột đã ổn định rất là nhiều. Đấy, thì trước đây thì cái đàn tôm này nó bị MS, nó rớt cũng khá là nhiều, nhưng mà đã phục hồi lại, tôm này đã phát triển lại rất là tốt, thấy không? Gan ruột rất là đều, rất là đẹp. Đấy, thì lúc mình dở thì lúc này là lúc 12 giờ trưa. Đấy, nhưng mà tôm nó vẫn khá là khỏe. Đấy, thì đâu đó vẫn còn một số ít lò xoài.